Chào các bạn, hiện tại mình đã chặt được trên này là 6 buồng rồi các bạn, toàn là chuối đẹp đẹp này các bạn. Chuối như này thì cũng hơn giá hơn 2 đồng thôi. Tầm 2 đồng thôi các bạn ạ, bởi vì mùa này nó bên cửa khẩu nó chưa được thông, bên Trung Quốc nó chưa được vào bên mình. Thì tại chuối rất là quá là rẻ, anh em cân ở ngay dọc đường thì họ cân rất là rẻ. Thì không bán cũng phải cũng chín đi, mình phải bán đi dù rẻ đến mấy, đồng nào được đồng đấy thôi. Thì bây giờ mình sẽ vác 6 buồng này tiếp tận dưới kia đường này các bạn. Đường cây nương của mình quá là dốc này các bạn, lại cỏ nó rậm nữa. Tận dưới kia này các bạn. Lúc đấy mình đã chặt một buồng ở dưới kia, tổng cộng là hơn 6-8 buồng rồi. Biết có đủ 10 buồng không? Tí mình sẽ đi dưới đường kia mình gom hết, mình sẽ quay sơ qua cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ cố gắng vác cái buồng chuối này đi xuống dưới kia này các bạn. Cỏ quá là rậm.